Thưa quý vị, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hội thi duyên dáng phụ nữ Ninh Kiều, là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của nhiều phụ nữ trên địa bàn quận. Đây không chỉ là sân chơi để tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, mà còn là dịp để chị em thể hiện tài năng, trí tuệ và phẩm chất của phụ nữ hiện đại. Tất cả cùng hướng về phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới, năng động, sáng tạo, khỏe mạnh, nghĩa tình, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước. Hội thi duyên dáng phụ nữ Ninh Kiều lần thứ 2 năm 2024 thu hút 31 thí sinh đến từ ngành giáo dục, cán bộ hội, hội viên phụ nữ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Ninh Kiều, cùng gặp gỡ giao lưu nhằm tôn vinh nét đẹp duyên dáng phụ nữ Việt Nam, góp phần định hướng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của hội về xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế. Tham gia cuộc thi thì em cảm thấy em rất là vui. Dạ vui bởi vì là mình có cơ hội để mình hoàn thiện bản thân mình hơn, từ cái nét đẹp bên ngoài là sắc đẹp, cho đến bên trong là những cái giá trị về đạo đức, về phẩm chất của một người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Qua cuộc thi thì em có thể gặp gỡ, giao lưu cùng với các chị em phụ nữ trên địa bàn quận, và em có thể được chia sẻ cũng giống như là học tập thêm, học hỏi ở các chị em ở những lĩnh vực khác nhau. Đối với người phụ nữ đẹp, người phụ nữ hiện đại thì ngoài cái vẻ đẹp bên ngoài thì chúng ta cũng cần phải có cái vẻ đẹp tâm hồn, cái vẻ đẹp bên trong. Qua vòng sơ tuyển và bán kết, ban giám khảo chọn 20 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào vòng chung kết. Mỗi thí sinh dự thi ở hai nội dung, phần thi biểu diễn trang phục áo bà ba xưa nay và áo bà ba biểu diễn, và phần thi biểu diễn trang phục áo dài, đồng thời chọn ra 10 thí sinh có tổng điểm cao nhất bước vào phần thi ứng xử. Kết quả cuối cùng của vòng chung kết là tổng điểm của 3 phần thi để chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải nhất, nhì, ba và các giải phụ. Thông qua cuộc thi này thì em rất mong ban tổ chức sẽ tổ chức nhiều cái cuộc thi về phụ nữ, về vẻ đẹp của người phụ nữ hơn nữa, để cho người phụ nữ có thể chứng minh cũng giống như là khẳng định cái vị trí, cái khả năng của mình ở cũng như là ở trong gia đình hoặc là ở ngoài xã hội. Tiếp tục tổ chức được những cái hội thi những năm tiếp theo, tạo cái điều kiện để cho chị em phụ nữ có thể là khoe sắc và thi thố được cái tài năng của mình và thể hiện được tài năng của chị em nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hội thi duyên dáng phụ nữ Ninh Kiều vừa tôn vinh vẻ đẹp tự tin, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ, vừa tạo được hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống áo dài Việt Nam và chiếc áo bà ba, trang phục truyền thống đặc trưng của phụ nữ Nam Bộ. Ngoài ra, hội thi còn góp phần thúc đẩy, quảng bá hình ảnh con người và địa danh của quận Ninh Kiều với du khách trong và ngoài nước.